Hello, xin chào các bạn Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cây đa cây đề trong làng cờ Việt Nam Người Việt Nam đầu tiên đấu với vua cờ vĩ đại nhất mọi thời đại Gary Kasparov Anh chính là Đào Thiên Hải, đại kiện tướng đầu tiên của Việt Nam Đào Thiên Hải sinh năm 1978 tại Sa Đéc, Đồng Tháp Vô địch U16 thế giới 3 lần vô địch giải cờ vua quốc tế khu vực 3.2A Huy chương bạc ASEAN 2006 6 lần vô địch quốc gia 7 lần vô địch cờ nhanh quốc gia, 5 lần lọt top 10 vận động viên tiêu biểu của Việt Nam. Năm 2008 thì anh tham dự giải cờ vua Olympia Chess lần thứ 38 và đã có đóng dụng và đã có đóng góp lớn giúp cho đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 mà cụ thể là đứng thứ 9 trên tổng số 154 quốc gia tham dự. Sau đây, mời các bạn đến với ván cờ tại giải đấu năm đó giữa Đào Thiên Hải và đại kiện tướng số 2 Trung Quốc Vương Hạo. Tại thời điểm năm 2008 thì Vương Hạo đang có elo là 2696, ngấp nghé mức siêu đại kiện tướng. Trong khi Đào Thiên Hải chỉ có elo là 2 2510. Đối diện với kỳ thủ số 2 Trung Quốc lại có elo hơn mình gần 200 điểm thì Đào Thiên Hải sẽ đối phó ra sao? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. ván này Vương Hạo được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước tốt E4. Đào Thiên Hải đáp trả bằng nước tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ CC Leon. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi tốt D6, trắng đi tốt D4, tốt đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn lại tốt đen. Đen phát triển mã F6 tấn công tốt trắng. Trắng nhảy mã C3 bảo vệ tốt. Đen để tốt A6 ngăn tượng hoặc là mã trắng B5. Đây chính là biến Nidop nổi tiếng trong khai cuộc phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi tượng G5 tấn công mã đen. Đen đẩy tốt E6 mở rương cho tượng phát triển. Trắng đẩy tiếp tốt F4 dừng gào tốt tấn công từ rất sớm. Đen đi tượng E7 tháo ghim cho mã và chuẩn bị nhập thành. Trắng đi hậu F3 dồn quân sang phía cánh vua để triển khai tấn công và cũng chuẩn bị nhập thành. Đen hiệu C7 kiểm soát cột nửa mở C. Trắng nhập thành đưa xe sang d1 kiểm soát cột nửa mở d đen phát triển mã d7 trắng đi tượng d3 liên kết song xe đen để tốt h6 tấn công tượng trắng trắng lui tượng về h4 đen để tốt b5 mở đường cho tượng lên b7 chiếm lĩnh đường chéo lớn trắng liền để tốt e5 tấn công mã đen và mở đường cho hậu tấn công xe đen đen theo kế hoạch đi tượng b7 tấn công lại hậu trắng Đến đây thì trắng nên thí mã ăn tốt đen và tấn công hậu đen. Tốt đen ăn mã trắng thì tượng trắng g6 chiếu. Đen chạy vua f8 thì tốt trắng ăn mã đen. Tượng đen ăn hậu trắng thì tốt trắng ăn tượng đen chiếu. Đen chỉ nước duy nhất là chạy vua g8. Tốt trắng ăn tiếp tượng đen. Đen để tốt d5 mở đường cho hậu ăn tốt trắng để chiếu bắt tượng. Thì tốt trắng phòng hậu chiếu. Xe đen ăn hậu trắng, tượng trắng ăn xe đen. Như vậy là trắng đã đổi một mã một hậu để lấy một xe, hai tượng, một mã của đen. Quá là ổn áp luôn. Hậu đen màn tốt trắng chiếu bắt tượng thì vua trắng chạy B1. Hậu đen ăn tượng trắng thì tượng trắng ăn mã đen. Lợi thế thì vẫn cứ là nghiêng về bên trắng. Nếu đen chạy vua D8 thì trắng chạy hậu H3 tấn công tốt đen E6. Đen chạy mã G8 thì tốt trắng ăn tốt đen, tấn công đôi hậu và tượng đen. Tượng đen đang bị ghim không thể ăn lại, lợi thế lớn sẽ nghiêng về trắng. Đen không chạy mã mà lấy tốt ăn tốt trắng thì cột D sẽ bị mở hoàn toàn cho xe trắng kiểm soát. Hậu trắng sẽ ăn tốt đen. Sau đó thì bình nốt xe sang E1, kết hợp cùng hậu, hậu cùng với song xe và song tượng kết hợp thì đen không thể chống đỡ được luôn. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì trắng không nhìn ra nước thí mã ăn tốt đen mà chạy hậu sang H3. Tốt đen liền ăn tốt trắng và tấn công mã trắng. Giờ thì trắng mới nhìn ra nước thí mã ăn tốt đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Thiên tài thì cũng phải chết. Tốt đen ăn mã trắng. Tượng trắng G6 chiếu. Vua đen chạy F8. Tiếp theo thì trắng nên lấy hậu ăn tốt đen và dọa đi vào F2 chiếu hết buộc là đen phải đi hậu C4 gạ đổi. Sau đó thì trắng bình tiếp xe E1 như phân tích ban nãy. Thì đen mặc dù kém hơn một mã nhưng mà có vị trí đứng quân rất đẹp. Khi mà hai xe kiểm soát hai cột trung tâm. Hai tượng thì cũng đang có thế công khá tốt. Cho nên đen chỉ gọi là có lợi thế hơn được một chút chút. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì trắng không lấy hậu ăn tốt đen E6 mà lại lấy tốt để ăn tốt đen và tấn công mã đen và máy tính đánh giá đây nó đi ngốt lù mã đen ăn tốt trắng và tấn công tượng trắng trắng lùi tượng về g 3 ghim mã đen đèn hiệu c 5 tháo ghim cho mã trắng thí xe và d 5 tấn công hậu đen và máy tính tiếp tục đánh giá đây nó đi không chuẩn ở đây thì mã hay là tượng hay là tốt ăn xe đều được nhưng mà đen chưa vội ăn xe trắng Mà đi hậu E3 chiếu Trắng nên lùi xe về D2 để cản chiếu Thì mặc dù bị ghim Nhưng mà sẽ giữ được quân xe này Nhưng mà trắng đang muốn thí xe Cho nên chạy vua B1 Đến lượt đen đen Lên lấy tượng ăn xe trắng Và bảo vệ tốt E6 Thì hậu trắng sẽ không ăn được quân tốt này Nhưng mà đen không thèm ăn quân xe thí này mà lấy mã để ăn tượng trắng Trắng liền chạy xe về D3 Tấn công hậu đen Đen cũng không thèm chạy hậu Mà nhảy mã vào F4 Tấn công đồi hậu và xe trắng Và sau nước đi này thì trắng đành chịu thua Nếu tiếp tục thì có thể xảy ra các trường hợp như sau Xe trắng ăn hậu đen Mã đen ăn hậu trắng Tốt trắng đang bị ghim sẽ không dám ăn lại mã đen Và đen hơn trắng hẳn một mã một tượng Sẽ dễ dàng giành chiến thắng Trường hợp mà tượng trắng ăn mã đen thì hậu đen ăn hậu trắng, xe trắng ăn hậu đen thì tượng đen ăn tốt trắng. Trắng chắc chắn là mất một trong hai xe. Thế thì còn đánh đấm cái gì nữa? Do đó, biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Trắng đành dừng đồng hồ chịu thua. Như vậy là đại kỵ tướng Đào Thiên Hải đã chiến thắng oanh liệt Vương Hạo, kỳ thủ đang có hạng thứ hai của Trung Quốc thời điểm đó. Sau đó thì anh còn cầm hòa được siêu đại kiện tướng Ukraine là Pavel Elzanov có elo 2720. Với thành tích này thì anh giúp cho đoàn Việt Nam đứng thứ 9 Trung cuộc. Mà hiện giờ Đào Thiên Hải cũng không còn thi đấu đỉnh cao nữa. Nhưng mà anh đã mở một trường đào tạo cờ vua cho trẻ em. Với mong ước là tất cả học trò của mình có thể đánh bại mình. Chỉ như thế thì mới mong có một ngày nào đó nước Việt Nam ta sản sinh ra được vua cờ các bạn nào ở sài gòn thì có thể đăng ký học trường cờ vua đào thiên hải cho nó bài bản nhé ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại